Thưa quý vị, hàng ngàn người Phi Luật Tân tham gia ngày hội ván trượt, tin từ Manila Phi Luật Tân. Vừa qua, hàng trăm thanh thiếu niên đã tham gia trượt ván hào hứng trên đường phố Manila để hưởng ứng ngày lướt ván trượt trên khắp thế giới. Ngày lướt ván trượt được khởi xướng bởi Hiệp hội các công ty ván trượt vào ngày 21 tháng 6. Đây là dịp những người yêu bộ môn này, trong đó phần lớn là giới trẻ, được thỏa sức thể hiện niềm đam mê của họ. Sự kiện ngày lướt ván trượt ở thủ đô Manila Phi Luật Tân diễn ra trong lộ trình 3 km và kết thúc ở công viên ván trượt vốn trước đây bị đóng cửa, nhưng chính quyền địa phương mới chính thức cho mở cửa gần đây. Phụ huynh của một cậu bé 11 tuổi mong muốn chính quyền sẽ sử dụng nhiều công viên ván trượt như thế này hơn dành cho trẻ em vì điều kiện an toàn. Hiện ở thủ đô Manila vốn có 2 công viên ván trượt không đủ đáp ứng nhu cầu về sân chơi cho hàng ngàn thành viên của môn thể thao này. Phi Luật Tân là nước khét tiếng với kỷ lục giao thông không an toàn, cũng như những dòng xe kẹt đến tắc nghẽn tại những thành phố lớn. Theo số liệu thống kê, năm 2015, nước này đã xảy ra hơn 95.000 vụ tai nạn giao thông, cao hơn 5.000 vụ so với năm 2014.